hai nổ má, hai sơn nguyễn, hai trung nhỏ. Hi. Anh như anh xe hai, Hello, xe hai. everyone. Ok, chủ đề à, lịch sử những mọi người cách apply một màu của cái màu đỏ và những cái màu mà nó hơi khó một xí, tại khác như màu đỏ, màu đen, những cái màu này nó hơi dơ, khá như vậy thì ai là sướng những người mọi người cái mẹo đó. Hi Henry, hai chúng đoàn, hai chúng nhỏ, hi everyone, hai môn điểm. Các bạn vui lòng bấm xe ra lịch nha, tại vì làm lời ở lịch nghỉ hôm nay là ngày thứ bảy nên mọi người tập trung vào công việc rất là nhiều. Hôm qua có một người hỏi lịch là làm cái một màu đỏ tại sao nó bị dơ, nó không có vô, thì hôm nay là sẽ chia sẻ cho cái bạn đó và nhục cũng như những cái bạn nào mà mới vô nghề để khá là như vậy đó. Hai hai Neo Linh, em khỏe không? Hai Juicy and right now, đây cái màu đỏ này là mix cái màu này, cái màu này nó có một xí kim tuyến để làm gì? Để làm cho cái màu nó nhìn nó sang hơn và nó nổi hơn, anh thấy không? Cái mix màu kim tuyến này nó có hột nhỏ thôi, các bạn thể mix tất cả những cái màu khác, ví dụ như màu nude, màu đồ thì các bạn mix vô rất là đẹp và nó có một xí xí vậy thôi, rất là óng ánh. Đây là cái nail này mới đắp xong là chưa có dũa, các bạn thấy không? Các bạn đã thấy được cái shape nó đã thẳng rồi, ra là chỉ chạy hai đường hai bên thôi đó. Bây giờ là sẽ tắt mọi người xem nha. Đây là một cái video tuy nó rất là đơn giản thôi nhưng mà giúp cho những cái bạn mới vô nghề đó. Và là chuẩn bị sẽ dùng cọ số 16 nha, cọ này số 16. Rồi sau khi đắp là sẽ bỏ cái primer vô này. Các bạn để ý cách lại đắp lại một một nha. Không ăn lại không có nhậu nha. Ở lại không có nhậu, ở lại chỉ uống từ khi nào mà học sinh đông hay là những người bạn mà lâu ngày gặp tới, chứ thì thường lại không uống rượu nhiều. Nó nhìn nó lệch này, bộ tao lại thấy không, lệch đổ vô không, nó nghiêng chỗ này, lệch đẩy nhẹ vô này, nằm nghiêng chỗ luôn, các bạn thấy không? Nó lại sẽ để vô cái da này, lại sẽ tập từ 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 xuống đó. Bây giờ lại sẽ vuốt ra này, các bạn nhìn thấy cái kỹ thuật này đó. Lại sẽ vuốt hai bên ra, còn để ý nha, nhẹ thôi, vuốt hai bên này, tại giá lại thấy bột nó đang còn ướt, nó lại không có vuốt liền. Đó, nhẹ nhàng nhàng lại. So, wood brush and very gentle. You clean in the side, in the left side. And make the shape straight even. Còn nhớ nha, phải làm cho cái shape nó thẳng nha, như square ra này. Đó. Và lại sẽ làm mỏng nó ra. Còn thấy không? Rất là đều đúng không? Đó, rất là đều. Đó. Còn thấy cái móng tay của người này rất là ngắn nha, rất là ngắn luôn. Mà là sẽ cố gắng làm sao cho nó đẹp và nó hoàn hảo hơn một xí. Tối qua về trễ có nhậu không? Lại không có nhậu nhé. You guys please share my video. Các bạn vui lòng bấm share video cho lại nhé. Thank you. Bây giờ là sướng nhận đắp cục bột, hai cục bột một lần, các bạn lấy nha. Những bạn nào mà chưa đắp nhiều á là sướng nhận cho mọi người đắp hai cục bột này. Các bạn phải lấy sao cho cục bột nó tròn như vậy, có nghĩa là sao là chỉ như này, một cái hộp bột này đúng không, các bạn phải lấy sao này, nhìn nó là lấy này, thằng ở đây này, cái thằng thứ hai cũng phải lấy ở đây, lấy thứ ba,
thứ 4, thứ 5 thì nó sẽ đều, các bạn nhớ nha. Chứ không được lấy kiểu này, kiểu này, kiểu kia thì nó không có đều, nhớ ra lệch này. Này bỏ vô này, thấy không? Một cục này, một cục. Cục thứ hai ở đây này, tiếp theo này. Bạn thấy nó đều không? Đó. Thứ ba này. Đó. Bạn thấy không? Đó. This is the way how you get the powder. Remember always right here even. So when you get the powder, they get the boy even. Các bạn nhớ nha. Đó, nó sẽ even hết rồi, thấy không? Đó, thì cục thứ 5 các bạn cũng làm như vậy luôn. 5, 6, 7, 8 và ở đây 9, 10 là xong. Bạn thấy không? Thì nó sẽ rất là đều và nó không có phần thứ nhiều lắm. Đó là những cái kỹ thuật nhỏ nhỏ là chia sẻ những người mới đắp bột. Các bạn nhớ ra lệch nha. Đó, các bạn có thể học hỏi mọi nơi. Đó, nhưng mà mình cố gắng mình nghiên cứu sau cách nào mà làm nhanh nhất và hiệu quả nhất và ít chuỗi nhất. Đó, thì bây giờ là sẽ lấy này. Là sẽ bỏ hai cục nha. So this one I show you guys how to apply chu vó. Đây đắp 70% này. Để nhẹ ra cho lệch này, chú ý móng xuống xí nữa, chú ý xuống. Đó. Để cho lệch. Tại bộ nó đang ướt đó là không được vuốt nha mấy anh chị em mới vô nghe, nhớ cho lệch nha. Mình làm bột nhưng mà mình phải cảm nhận được bột. Có nghĩa là ví dụ như ai lấy một cái can nước và tạt cho cái áo của mình á là mình đã cảm nhận được khi nào nó khô, khi nào không khô thì bột nó cũng vậy. Đó, vuốt mỏng cái này cho lệch. Vuốt lên nha. Các bạn kéo xuống nhưng mà vuốt lên vậy này. Nếu mà các bạn vuốt thẳng xuống thì nó kéo bột hết. À, nhớ ra là các bạn cũng thấy khi mà các bạn mới cho nghề, các bạn thấy người ta vuốt mà các bạn có để ý thì các bạn cũng làm vậy, nhưng mà các bạn phải được cảm nhận được là bột khi nào nó khô, khi nào không khô. Thứ hai nữa là cách vuốt, vuốt lên hay vuốt xuống. Đó, rồi bây giờ là số 3 cục thứ hai này. Ở dưới đây vô, thấy không? Đè nhẹ ra lệch này. Giờ bằng cách mà bùng tóc thôi. Bên này nữa. Trang phạm. Hai trang phạm. Lâu ngày quá ha. Đó, vuốt rồi các bạn thấy không? Thì nó đều hết này. Xong các bạn sẽ vuốt vô. Đó, bây giờ các bạn sẽ chỉ định cho nó ốm vô này. Ép ở ngoài cho nó ốm vô, bột cho nó ốm vô. Đó. Cho nó thẳng hết cho lệch. Hai bé Ngọc hay nè. Hả? You gonna keep the mask? No, we put the gel. It's up to him. Anh cái cục cái này lại sẽ đắp hai cục, đắp một cục này các bạn để ý này. He's a one beer black. Wow. Anh lại sẽ bỏ vô này. Hả? Yeah. Giữ 3 giây này các bạn thấy không? Cái bột đứng yên các bạn thấy không? Nó không đơ, nó không chảy luôn này. Hold it for 3 seconds. And push back to the cable. Push back. Bỏ sát vô da cho lệch này. Đó, đẩy vô vừa tới bằng một con tóc thôi nha. Các bạn nhớ là đừng đẩy vô lên da luôn. Tại các bạn đẩy sát vô da rồi là khi các bạn vuốt á thì cái bột nó sẽ vô da nữa. Một con tóc là được rồi. Một con tóc là chuẩn luôn, là coi như cặp các bạn chạy khi nó còn rất là dễ. Bạn thấy không? Ha lệch vuốt xuống tự nhiên nó sẽ vô da hết này. Vuốt hai bên da lệt. Từ từ. Vuốt ra. Các bạn nhớ nha, đừng có vuốt ở giữa nhiều nha. Có thể cái bột các bạn đắp ra ở chiều dọc các bạn thấy nó đẹp, nhưng mà nhìn được độ cong á, các bạn sẽ thấy được cái bộ neo nhìn nó neo hay không là biết liền. Đó. Với các bạn cố gắng làm sao đừng làm cho cái neo nó bị đơ đi, nó bị que quá. Nó phải cong một xí nữa. This is long nail, we have to be a little bit thicker and also we have to keep the curve on the nail. So lấy ra. The nail is gonna look more natural. Anh vuốt hai bên này các bạn thấy không? Anh lại cố gắng chỉnh cái shape để làm gì, để khi mà nó khô rồi nó đã ra cái shape luôn rồi. Nó không cần vuốt nữa. The shape. Just lay down, we don't have to fire them. Đó, cái này là finish cuối cùng. Thank you Tracy, lâu quá ha. Khánh Ly đắp bột dẻo. Ở Thanh Kiều này lại sẽ lướt nhẹ lên một lần nữa nha. Các bạn thấy không, Alex này lấy một phạm vi này, một cái bộ bột Alex đắp chưa tới đây một ly nước nữa. Các bạn phải cố gắng làm sao mà các bạn lấy nước ít thôi, tại vì Alex nói gì này không phải là Alex sợ tiếc, nhưng mà mình phải giữ gìn sức khỏe cho mình nữa, mình hít nhiều không có tốt. Các bạn thấy không, đẩy vô tới da này, đẩy vô này.
Con thấy cái bằng cách bằng con tóc không? Này, nó vừa tới thôi. Con ép hai bên nhau lệch này. Các bạn vui lòng bấm share video cho lệch nha, thank you. Đó, xong rồi lệch sẽ vút ra này, các bạn để ý này. Nhẹ nhàng này, nhớ đừng coi cho cỏ ra ngoài da nha. Nhớ cho lệch, đừng có để cỏ ra ngoài da. Đó, lấy miếng xin nước. Chứ bạn nào hôm qua nói lệch đó là bột tẩy sâu dính cỏ. Các bạn mới vô nghề nhớ cho lệch đó, đắp 3 cái, vuốt 3 cái là phải nhấp tờ giấy liền, chứ không có thể vuốt một lần nhiều lần được. Tại các bạn vuốt nhiều lần là bột nó sẽ dính lên cái cỏ này. Đó, nhấp tờ giấy liền, chỉnh nó ra. Bạn thấy không? Thì tự động xếp nó sẽ ra rất là đều. Mà nó rất là ôm. Johnny, I'm gonna send you website to order this brush. Đó, xong rồi. And cái ngón này là ngón cúng cùi. Ngón cúng cùi. Cúng cùi là cuối cùng. Là sẽ đắp một cục bột này. Các bạn nhớ ngón này phải đắp dày lên xí nha. Các bạn thấy bột ở lại để nó nằm yên chỗ, thấy không? Nó rất là dẻo. This is side 14, but still working on a long long now. Ép vô. Các bạn chỉnh bên này xong các bạn phải chạy qua bên kia liền, chứ không có chỉnh một chỗ nha. Các bạn chỉnh một chỗ là nó bên kia nó chạy xuống rồi, nó bị đơ liền. Yeah. Nhớ cho lẹt. Này các bạn thấy này, thấy không? Cái thùng tóc này lại ép vô, các bạn thấy không? Nó sát rồi, thấy không? Khi các bạn lấy nước một cái, các bạn bỏ cho nó một cái, các bạn hút cái tự động bột nó sập vô liền. Là nó ít khi vô nha lắm. Ít lắm. Tính là màu để kêu cái cục hò. Translate. Anh vuốt mỏng da cho lẹt, vuốt mỏng trong da la. Là vuốt hai bên này, vuốt bên này và cắt bột ở giữa. Mọi là anh còn thấy không? Đó. Các bạn thấy được độ cong tự nhiên này. Anh là chỉ những cái này rồi này. Như quay cho thấy này. Khô liền hả? Khô liền là coi như là bó tay rồi, khô liền phải tăng tốc độ lên, tăng độ mạnh của cỏ lên. Đó. Grass is a nice color. Mình thấy không? Đó. Ai là chưa vũa này, trở lại chưa vũa. Không à, mà làm hoài không được. Nếu mà làm hoài không được thì Ngô Thị Minh Hiền có thể đăng ký những cái lớp học qua là sẽ là ở Chicago hay là San Jose tháng tới nha. Bây giờ là sẽ vũa xếp cho mọi người xem nha. Nè, 1 này, 2 này, 3, xong. 1, 2, 3. What's up Jay? 1 này, 2 này, 3 này, con thấy không? Rất là lạ. 1, 2, 3. Xong, con thấy không? 1, 2, 3. Thank you Diana. Đắp 1 vừa bộ FF mà không hoài làm được. Ngô Thị Minh Hiền cố gắng vô mấy cái like qua lệch á. Coi những cái like đầu tiên qua lệch á. Và những cái like lệch chỉ rất là nhiều trong những cái like đó. Các bạn cứ vô trong những cái like nha. Ví dụ như like diamond, gánh diamond, vẽ bông 3D, rồi cắt bột, rồi làm marble, rồi làm đủ thứ đó. Các bạn vô, các bạn vô, các bạn cố gắng vô tìm nhau lệch. Làm deep trong đó nữa, có like làm deep nữa. Ép vô, ép này vô. Cái bột có lệch, các bạn nhớ nha, khi mà nó rất là dẻo, mà khi nó khô là nó cứng ngắc à. Nó không có bị đơ nha. Có nghĩa có... Có nghĩa là khi mà nó khô nguyên cứng luôn, nó không có, nó bị giống nhão nữa. Bên này 3 cái, bên kia 3 cái. Các bạn vui lòng bấm nút share video cho lệch nha, thank you. Ai? Alex ở đâu? Alex ở không ở Cali mà không ở Cali mà cũng ở Chicago luôn. Alex ở Yuma, Arizona. Cái chỗ nào mà ở trên nước Mỹ mà nóng nhất á?
bấm cái nước Mỹ mà cái chỗ nào nóng nhất á, là nó chỗ nào lại ở ở nước Mỹ mà nóng nhất nha, sa mạc, họ lại ở trên sa mạc. Em bây giờ này, là chỉ có bằng cách mà lấy xếp này, các bạn thấy không? Này, các bạn thấy không? Giờ là cho chỉnh ngang này, hả? Để vô. 2. Đo ba ngón này vô này, đo cho giống nhau này, các bạn nhớ nha, bốn ngón phải từ từ giống nhau hết này. Các bạn có thể làm ngón này ngắn hơn, các bạn có thể làm cho nó bằng nhau. Thường thường các bạn làm bằng nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Ừ. Đo bốn ngón như này này, cho nó bằng nhau. Đó. Như hai anh thì cái góc móng nó sắc lắm, làm sao để cho đỡ sắc? À, cái này là tùy theo từng người khác thôi. Người thì người ta thích cái góc nó sắc, người ta không thích cái góc nó sắc. Ok, thường thường á nói giống chị đúng, tại vì có nhiều người ta gọi là square round á là mình vuỗ hai bên một xí, cũng rất là dễ thôi. Còn thường những cái đó là dành cho những người khách có baby, hay là những người khách người ta muốn làm công việc nhẹ, hay là người ta làm massage đại khái như vậy đó. Mà thường thường mà các bạn làm có phần xếp với các bạn round thì nó không được đẹp nữa. Và thứ hai nữa, các bạn cũng giải thích cho khách á là có thể mày về mày giữ dùng mấy ngày, nhưng mấy ngày sau nó sẽ round đó, nó sẽ round tại vì sao công việc mình làm nó bị làm cho hai bên đi đó. Nếu mà mình vuỗ nhiều quá, khi mà về làm việc mấy ngày sau nó sẽ bị nhiều hơn nữa, thì nó nhìn nó không có đẹp nữa đó. Tùy theo người khách mình ứng xử là mình giải thích cho khách kiểu thôi đó. Nếu mà người khách người ta không muốn đó, thì cũng rất là dễ thôi. Hay là chỉ cho bỏ vũa đây này, lắc qua lắc về như này là xong. Xong rồi là sẽ lấy máy chạy lại. Hôm nay thứ bảy chắc ai cũng ngồi làm hết rồi. Ừ. Ừ. Đó là chỉ cho các bạn chạy siêu cô này, nhẹ nhàng thôi này. Còn ý nha, đừng có đè nha. Các bạn chạy sao mà các bạn thấy được cái độ tròn nó, cái vòng tròn là đúng. Đúng thấy không? Đó, nó phải tròn như vậy đó. Nó phải sạch. Đó, nó phải tròn, các bạn thấy không? Nhớ là đang có push machine too much. If you got push machine too much, it put all the powder. Các bạn là đè mạnh, máy mạnh quá nó sẽ cắt bột hết. Ồ, thank you. Nhẹ nhàng ra lại thôi. Để nhẹ vô nè, thấy không? Cắt cho nó ra đường lay nè Hoàng. Đó, xong rồi chạy để dưới này nè, cho nó tròn hết. Ở đầu móng này nè, nó phải giống nhau hết nè. Các bạn nhớ ra lệch nha, phải giống nhau hết. Cái chỗ này cũng sao hết, ra là sẽ bỏ treo lên sẽ biến rồi. Các bạn thấy không, là đắp bột rất là dày ở dưới nha, có nghĩa là chỗ này các bạn thấy mỏng chứ thật sự nó không có mỏng, nó cũng rất là dày nhưng nó không có mỏng nha. Nó bằng một nửa hột gạo này, các bạn thấy không, nó bằng một nửa hột gạo đó. Vậy là xong.
chỉ bấm bóc phở thôi. Lại bó treo lên là xong. Đó là bó treo lên cho bạn coi thử. Lấy hộp này mình. You want to take a couple of diamonds right here? Just do something cool. Whatever you want to do. Something cool? Yes. Can I put a Hello Kitty? Come on now. No, you don't want Hello Kitty? No, Hello Kitty. Why not? He's so cute. Your boyfriend don't like Hello Kitty? No. He just call me when he get an appointment and say, can I get a Hello Kitty for my girlfriend? Can I get Hello Kitty for my girlfriend so you can set me up? Don't try to make yeah, him set me up. Yeah, tell me. That's what he tell me. Yeah. He say, Hello Kitty is so cute. No, I think clear better. Clear better? Yeah, you do black, they don't show up a lot. Nè, giữa nhà ra lệch nè, giữa nhà ra. Còn thấy bắp phở dưới hết, cho nó sạch. Cái bộ móng nói chung là nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì mà cực kỳ hết. Ờ thì cái người khách qua lệch đó, người ta rất là đơn giản, người ta chỉ xích gắn vài hột lên mình ở đây thôi. Gắn ở đây thôi. Đó, thì giờ lệch bỏ chơi các bạn coi thực nha. Cái độ nát của cái màu nó ra nè. Nhìn ra lệch coi nè, anh thấy không? A lệch không có bỏ, không rửa tay nha, là sẽ rửa tay sau. Mình thấy không? Ừ. Đó. You want diamond right here? Mm-hmm. You want real diamond or? Yeah. Real diamond? I caught that one real quick. Or you could just do one of these triangles at the bottom. Put hai xếp cho lệch này cho nó chuẩn này. Thằng này vậy luôn. Make the light for me, please. The light. The light. Get it? Màu đẹp không? Ai thích cái màu này thì cứ order chim mì nhá. Các bạn nào mà thích màu này thì order cho chim mì. Oh, that diamond. Oh yeah, diamond right here, I forgot. The triangle one in the pinky. Triangle? Where yeah, is it? This one right here. Okay. Hai mình chạy gì? Mình chạy máy hết tốc độ hả? Là không tùy thôi, nếu mà bóc phở mỏng thì không cần phải chạy máy hết tốc độ. Nếu mà các bạn đáp á, sao các bạn làm được cái khiêu cồ mà mỏng á. Mà các bạn chạy máy hết tốc độ thì bật cỡ ví dụ máy 1 tới 5 thì các bạn bật cỡ 4 là được rồi, đừng bật mạnh quá. Bật mạnh quá nếu mà các bạn chạy không kịp á là nó sẽ dễ bị chém lắm. Vừa nhám thì bật số 1 nha. Càng chậm càng tốt. Càng chậm nó đỡ chứ còn bệnh nhân của nó sẽ nóng nha. Nhớ cho là thank you Nina. Bạn thấy không, cái tay của cô ấy nãy là tay bị cắn, ngắn cụt luôn. Mà mình cố gắng mình làm sao cho nhìn bộ tay nó ra giống như là lúc ban đầu, nếu như là một cái bộ tay bình thường. Thì còn cố gắng làm sao mà đắp được cái shape và giữ shape như vậy là được rồi. Đó. À, nó là chỉ áp vài hộp diamond để cho cô ấy thôi. Let me see. And you want diamond right here? It's big like that? It's too big. You think so? It's too big. It's too big. Too big? Okay. Yeah. I like the really small ones. Small? Small, just do this okay. One. You want me to design for you? This one's pretty. Which one? The first one you pointed. The first one? That one, yeah. This one? Okay. Cái câu ấy á. Cái khách hàng là thượng đế nha các bạn. Nó muốn bỏ sao mình bỏ thôi. Nếu như là nghĩ thì đừng có bỏ bự quá, bỏ nhỏ thôi. Sorry. Nhưng mà cô ấy có muốn bỏ bự ra lại bỏ bự. So you want only one right here? Yeah. Bỏ cái Michel lên mà các bạn bỏ thóc cốt lên luôn. Và sau đó các bạn không cần chùi nữa. Bỏ
We'll shape it alone. You want this one like that? Yeah, too big? You think that one's okay? Okay. That one? Or is there a clear one? Right here? In the middle? Was that those ones? Yeah. Well, you put another one the wrong way. Yeah, it's wrong way. So this one you put too small. Okay. Mhm. Or do you want like that? Too small. Too small. Okay, woman the boss, you know. I have to behave. Like your boyfriend tell me I have to behave when I do your nail. Right? Nah, he's not tripping, Anthony. Yeah, he did. He said. Oh, he did? Alright. Mm-hmm. I'll tell him not to be tripping on one. You know how he loves you. Yeah. Yeah. And clean it out. I'll sit in your section here. Huh? Just back the light for me, please. Không cần rửa tay nha. Back the light. Okay. Thường thường á, mà lại nói các bạn thường thường tại sao mà các bạn khi rửa tay không? Thứ nhất đôi khi nó bị bubble, thứ hai khi đôi khi nó bị yellow. Thường thường các bạn cứ làm gì hết cho lại luôn các bạn thì rửa tay xong được. Chỉ cần các bạn làm đắp gọn gàng linh kỹ là được rồi. Thường thường design ở ngón giữa thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cô khách qua là cổ ngộ lắm, cô bỏ ngón này thì mình phải chiều ý khách hàng thôi. Người ta nói là khách hàng là thượng đế, mà thường thường khách càng khó các bạn mới càng giỏi nha, nhớ cho là khách càng khó mình mới càng giỏi. Còn mà đó, put it ra, back the light for me please. And bây giờ Alex sẽ chụp hình cho mọi người xem nha. Rồi sao? Băng keo ở đây rồi. Băng keo đấy. Băng keo rồi sao? Này cái keo ở đây rồi, không cần gắn nữa. Cái keo đây là cái gum Michel. Các bạn có thể mua chuyển được cái design của mình. Thì thường nếu mà các bạn gắn cái glue lên á thì các bạn phải gắn xong là các bạn không có chỉnh được nữa. Tại sao nó khô luôn rồi? Mà các bạn phải làm cho chuẩn. Còn cái này gọi là cái này các bạn không cần nữa. Một bộ nail vậy là Alex làm trong vòng nửa tiếng, 50 đồng. Nói chung á, làm nhanh hay chậm quan trọng là các bạn mới vô nghề nhớ cho Alex đó là cố gắng làm sao cho nó đẹp đó. Rồi sau đó khi mình làm được rồi á, mình cố gắng mình làm sao để tiết kiệm được cái thời gian của mình hơn, làm cho nó nhanh hơn và nó không có mất thời gian cho mình. Thank đó. You. And can I see that one too? And nó là sẽ những cái da này để là chụp hình cho nó đẹp. Đó, còn nhớ nha. Nhân bằng đính đá sau thân ghét luôn. Đúng rồi, là có nghĩa là cái keo này á, bỏ gas xong rồi bỏ top coat lên luôn là không cần phải sơn lại nữa. Đó, bỏ top coat lên luôn. Đây là cách mới. Các bạn có thể mua cái Michel, các bạn có thể xài những cái top coat của bạn cũng được nữa. Đây này. Đó, nó chỉ ra đấy. Chỉ ra đây. Yeah. Các bạn thấy không? Đó, xong rồi đó. Đó là sẽ chỉ cho mọi người cách chụp hình nha. Thấy không? Đó. Let's stay like that, stay right here. Yeah. Này. Đó. Còn thấy rõ không?
Vậy là xong rồi. Ok, Alex chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nha. And hy vọng các bạn sẽ học được hỏi được nhiều cái technique hơn trong một cái ngành nail hay là một cái bộ nón các bạn làm, và các bạn tiết kiệm được cái thời gian cho mình và cái thu nhập cho các bạn. Thank you mọi người nha. Bye bye. Can you put back the light? Wait 2 minutes, okay? Wait 2 minutes and you're done. Put back the light. Bye bye mọi người.